hãng xe Việt có thể mua lại Holden, thương hiệu thuộc General Motors và đặt trung tâm công nghệ tại thành phố Melbourne. Trước đó, VinFast đã thể hiện phần nào sự quan tâm tới việc mua lại các trung tâm công nghệ và thiết kế của General Motors, GM gồm cả trung tâm thử nghiệm Lang Lang ở bang Victoria, là những nơi sẽ đóng cửa theo thương hiệu Holden. Một số kỹ sư của Holden hiện trở thành nhân sự của VinFast. Hãng xe đến từ Việt Nam đã có kế hoạch ra mắt thị trường Australia. Nhà máy Holden ở Adelaide. Ảnh, Malcolm Flinton CROSGUIDEGIM DILUKER, đại diện VinFast trả lời phỏng vấn trang Gazette.com, Âu, chúng tôi đang làm việc với các đối tác về sự hợp lý và phong cách xe. Chúng tôi quan tâm tới bất cứ sự hòa nhập nào giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận. Trang Motoring Australia nhận xét rằng VinFast từng có màn ra mắt rầm rộ với sự có mặt của ngôi sao David Beckham bên cạnh một mẫu SUV và một sedan tại triển lãm ô tô Paris 2018. Nhưng hãng khá lặng lẽ khi chuyển tới cảng Melbourne vào tháng 12 năm 2019, thành lập trung tâm công nghệ VinFast Australia. Trả lời VN Express, đại diện VinFast cho biết trung tâm đã đi vào hoạt động. DILUKER khẳng định mục tiêu ban đầu là sử dụng một vài trăm kỹ sư tại trung tâm mới, nơi chỉ cách trụ sở Holden ở phố Sa Mừng vài bước chân. Australia là một thị trường ô tô đã phát triển, nơi có sẵn các hãng cung ứng cũng như trình độ chuyên môn mà VinFast muốn gia nhập. Trung tâm công nghệ VinFast Australia chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm cho một số mẫu xe tương lai của chúng tôi, DILUKER trả lời những câu hỏi nhận được. Về doanh số của VinFast Australia, vị đại diện hãng xe Việt cho biết, hãy chờ xem, tầm nhìn của chúng tôi là trở thành một thương hiệu và hãng xe toàn cầu. Hiện VinFast đã thuê một số quản lý chuyên ngành ô tô người Australia, trong đó có Son Canvert, từng làm việc ở Holden và GM từ 2001 đến 2017, đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch toàn cầu về sản xuất và công nghệ. DILUKER nói thêm, chúng tôi có nhiều đồng nghiệp người Australia tại nhà máy ở Việt Nam, những người đã tham gia ngay khi bắt đầu dự án này. Họ là một phần quan trọng của gia đình chúng tôi và đóng góp vào thành công của công ty. Trong số những kỹ sư tại trung tâm VinFast Australia, có Kevin Jackley, nhân viên kỳ cựu của Holden và GM đã 25 năm, hay Jess Sawyer, nhân viên 23 năm của Holden, quản lý về cơ cấu truyền động và khung gầm. Có tới 800 người hiện làm việc tại Holden, gồm hàng trăm kỹ sư và chuyên viên thiết kế. Holden, một hãng xe Australia thuộc sở hữu của GM, từng sản xuất nội địa trước khi chuyển sang nhập khẩu và bán dưới thương hiệu Holden. Sản phẩm về cơ bản là của các thương hiệu khác gồm GM, Chevrolet, Isuzu, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota và Vauxhall nhưng được đổi sang logo Holden. Từ 2010, Holden thua lỗ do đồng đô la Australia tăng giá, đồng thời sự hỗ trợ từ chính phủ cũng giảm bớt. Các yếu tố tác động dẫn tới bản thông báo vào ngày 11 tháng 12 năm 2013 rằng Holden có thể dừng sản xuất xe và động cơ vào cuối 2017. Tháng 10 năm 2017, nhà máy còn lại cuối cùng ở Elizabeth, nơi sản xuất mẫu Holden Commodore, đóng cửa. Ngày 17 tháng 2 năm 2020, GM thông báo sẽ khai tử thương hiệu Holden trong 2021. Minh Thủy Les Lopez, Oi.